Xin mến chào tất cả các bác nhé. Ngày hôm nay thì đây là những cái tủ mà âm thanh. Thật ra thì em bán khá lâu rồi nhưng mà nhiều bác hỏi hôm nay em mới làm một cái video nó sâu sâu hơn một chút. Vì tại sao những cái tủ này thì nhiều anh em cũng hỏi là kích thước như nào. Thì thật ra thì em cũng ngại em đo nên là em bảo anh em xem video cho nó dễ. Đấy thì ngày hôm nay em sẽ đo kích thước cho anh em nhé. Ở đây thì hiện tại em sẽ có bốn loại tủ ấy, xem nào, đúng rồi, bốn loại tủ. Đó là đầu tiên là tủ sắt, cái dòng tủ sắt rẻ nhất anh em nhé, là cái tủ này hiện tại bên em đang bán là 1,2 triệu này, tủ sắt 1,2 triệu anh em nhé, có cửa có quạt đầy đủ, đấy, 10U anh em nhé, 10U. Đó, tiếp theo là tủ nhôm này chất lượng nó sẽ cao hơn, anh em nhé, và chắc chắn hơn, đấy, cái tủ nhôm này cũng là 10U và giá là 1,8 triệu anh em nhé, 1,8 triệu. Thứ ba đó là tủ nhôm 12U anh em nhé. Đấy thì nó cũng như cái tủ 10U này nhưng mà nó là 12U, nó cao hơn. Và thứ tư đó là cái tủ mixer, có mixer nhá. Tủ có mixer 12U anh em nhé. Đấy hiện tại thì đã có bốn cái dòng này. Đấy, và bây giờ sẽ đo kích thước cho anh em. Tùy từng mục đích sử dụng mà anh em mua nhá. Đấy cái tủ 10U tủ sắt này thì chiều sâu của nó sẽ là 60 anh em nhé. Chiều sâu sẽ là 60 này. Chiều ngang của nó. Đấy, chiều ngang sẽ là 54 anh em nhé. Chiều ngang là 54. Đấy, chiều sâu 60, chiều ngang 54 và chiều cao. Chiều cao em tính từ đất lên nhá. Từ đất lên thì nó là 58 anh em nhé. Từ đất lên này, từ dưới đất lên này là 58 cm anh em nhé. Đó, 58. Tức là 60 này. 60 là chiều sâu này. Đó. 54 là chiều ngang này, 58 là chiều cao này, đúng không ạ? Đấy, nó có khóa nhá. Anh em có thể dùng khóa. Còn đây là mặt sau của nó này, nó đều có hai cánh hết anh em nhá. Mặt sau của nó đây thì anh em có thể mở được như này. Đó, có thể mở được như này. Đó, có quạt cho anh em chơi nhá, có quạt để anh em có thể là tản nhiệt cho bộ dàn máy ở đây. Đấy, cắm điện 220 luôn anh em nhá, để quạt 220. Đấy, tủ nhà này đều có đấy, nói chung là đều có rắc cắm và rắc những cái thanh này để anh em có thể bắt 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 thiết bị của mình vào. Ok anh em nhé. Đó, ok chưa? Đó, ok nhá. Đấy, cái này giá là 1,2 triệu anh em nhá. Những thùng vách rất là cứng, cái này thì em cũng có thể đứng được cả lên luôn. Tuấn có thể đứng lên cho anh em xem này. Đó, đứng lên nhá. Ok chưa anh em nha. Đó, ok chưa? Đứng lên được anh em nha. Thế thế là anh em biết chắc rồi đúng không ạ? Đứng lên được. Đấy, cái này là 1,2 triệu. Ngồi lên thôi được thoải mái anh em nhá. Đấy, đừng anh em nào nghĩ là nhỏ. Tiếp theo là cái tủ 10U tủ nhôm. Cái này giá là 1,8 triệu. Thì chiều sâu của nó là 65 anh em nha. Chiều sâu của cái tủ này chỉ là 60 thôi này. Đấy, còn cái tủ nhôm này là sẽ là 65 anh em nhá. Đó, chiều ngang là 53 anh em nhá, chiều ngang 53. Cái tủ nhôm sắt này là 54 này, đấy 53. Đấy, chiều cao từ dưới lên là 58 anh em nhá, 58. 58 cm anh em nhá, cao bằng nhau, hai cái này cao bằng nhau. Đó, cái này thì 53 phân. Đấy, cái này cao cũng là 58 tính từ mặt đất lên anh em nhá. Đó, còn nó ngang là 53 và sâu là 65 anh em nhá, sâu là 65. Đó, ok. Đó, chuẩn chỉ anh em nhá. Con này thì cũng có khóa nhưng mà nó sẽ rất là chất lượng hơn anh em nhá, vì nó đắt tiền hơn. Anh em bán là 1,8 triệu. Đó anh em nhá. Đấy, cửa đây. Đó, ok chưa. Đấy, để anh em bắt thiết bị vào anh em nhá. Đó, ok chưa. Và bên này cửa này thì nó cũng rất là ok. Nhưng mà về cái cửa này anh em như em là em hay cắt. Đấy, cửa tủ này này. Đấy, cũng có quạt nha. Đây là anh em phải đấu. Đấy, anh em phải đấu. Đấy, cái này thường thì em sẽ cắt xuống. Đấy, em sẽ cắt xuống bằng cái lỗ này thôi. Cắt xuống nhá. Thường thì em sẽ phải cắt xuống. Đấy, em đi lắp cho nhà các bác này thường em phải cắt xuống. Đấy, anh em nhá. Đấy, ok chưa? Đấy, hình dạng nó sẽ như này. Đây là cái tủ nhôm 10U với giá là 1,8 triệu anh em nhé. 1,8 triệu. Và tiếp theo là tủ 12U. 12U thì em sẽ không bóc ra nữa.
nhưng mà chiều sâu thì nó cũng tương đương như thế nhá. Chiều sâu cũng là nó 65 này. Đấy, chiều cao thì nó sẽ cao hơn, cái tủ 12U thì nó sẽ cao hơn anh em nhé. Đấy, 12U vẫn là 53 anh em nhé, 53. Đấy, và chiều cao nó sẽ cao hơn. Nếu mà từ dưới đất lên nó là 67cm anh em nhé, 67. Đấy, 67cm. Đấy, còn cái này chỉ có là 60cm thôi. Thêm 7cm nữa anh em nhé. Đấy, tính từ đất này. À đâu, cái này có 58cm thôi anh em nhé, 58cm. Cái này nó là 67, 68, 67cm anh em nhé. Đấy, chênh nhau ở đâu đó 9 phân, 10 phân nha. Đấy, cái còn cái này là 12U, 12U thì nó cũng như 10U này thôi. Nhưng mà nó là 12U mà, nó sẽ cao hơn anh em nhé. Kích thước chiều ngang, chiều sâu như nhau, nhưng mà nó sẽ cao hơn. Và bên trong nó cũng như con 10U này anh em nhé. Bên trong nó cũng như con 10U. Còn tiếp theo Tuấn có thể kéo cái này đo ngay nè. Cái tủ mixer 12U anh em nhé, mixer 12U thì nó cũng như tủ 10U này thôi, nhưng mà nó sẽ mở được hai cánh. Đó, như này thì em sẽ mở một chiều, Tuấn cho gọn cái này ra mở một chiều ra cho anh em xem. Đấy, cho giật về đằng sau, đứng cho giật vào đằng sau này, xong mở luôn cho anh em xem. Gỡ xuống nó nặng, bên trong đang có con mixer. Đó, đây, gỡ cho anh em xem một chiều. Tủ này là 12U mixer, dành cho anh em đi sự kiện. Giá hiện tại là 2 triệu 7 anh em nhé. Giá hiện tại là 2 triệu 7. Đấy, đây. Thì nó sẽ có cái tấm này. Anh em nếu mà thêm những cái như ví dụ như là những cái cột để mà đứng, nó thì thêm tổng 200 nghìn nữa là 2 triệu 9 anh em nhé. Thì 2 triệu 9. Còn cái này thì nó không có cái đứng. Đó, không có cái chân đứng. Bình thường nó sẽ chân đứng ở đây thì nó thêm tầm 200 nghìn nữa. Đấy, còn cái này là 2 triệu 7 nha. Thêm chân đứng là 2 triệu 9. Đấy, thì anh em sẽ một mặt kia nó cũng như này anh em nhé. Cũng có một cái lót xốp như này. Nó như này luôn. Đấy anh em nhé. Đấy, và đây là những ngăn. Ngăn này là ngăn để mixer của nó anh em này. Đó, còn dưới này thì anh em có thể để. Nó là 12U. Anh em có thể để thiết bị. Đấy anh em nhé, để thiết bị. Đó, tủ này là 12U mixer, giá là 2 triệu 7. Còn anh em mà lấy thêm cái chân để mà anh em cắm ngang sang như này thì thêm cho em tầm 200 nghìn nữa anh em nhé, là 2 triệu 9. Đấy, anh em có thể tham khảo. Đấy, 12U thì như em nói kích thước nó như cái này thôi. Đấy, kích thước như vậy, đút được thoải mái. Nhưng mà nó sẽ gỡ được hai cái cánh này ra. Đấy, hai cánh này ra anh em nhé. Đấy, ok chưa? À, một video ngắn để chia sẻ cái thông số, anh em nào thấy nào phù hợp thì anh em dùng cho mình anh em nhé. Đều có những cái tay sách tay nắm này. Đấy, ok chưa? Bên này thì hai cái. Đấy, tủ mixer thì có hai cái anh em nhé. Đấy, đây là ngăn để mixer này. Cái này cũng có dùng chốt để tháo ra được anh em nhé. Đấy, rất là ok. Đấy, anh em nào có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp nhá. Em nhắc lại nhá, cái này mà có chân để mà anh em cắm sang ngang này thì thêm 200.000 nữa là 2 triệu 9. Tủ này là 2 triệu 7 anh em nhé. Ok anh em, hẹn anh em ở những video sau. Chào tất cả anh em ạ. Xin chào tất cả các bác nha. Để xem được những video mới nhất của bên em thì mời anh em cùng ấn vào phần tìm kiếm trên YouTube, gõ chữ Thắng Cao Audio anh em nhé. Đó, khi ấn vào chữ Thắng Cao thì anh em nhớ đăng ký kênh và ấn chuông, chọn tất cả. Khi đăng ký kênh và ấn chuông xong thì anh em có thể nhận được những thông báo mới nhất của những video bên em. Rồi chào, cảm ơn tất cả các bác.